Mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Hiện tại là 4 giờ cả nhà ơi. Cha con mình chắc xuất phát đi cuốn cầu. Hôm nước lớn lên rồi nước ròng xuống gì tùm lum hết trơn. Không biết buổi sáng thành quả làm sao thì cũng không rành luôn. Giờ nước nó nghỉ chạy gốc gách rồi. Nước nó bình lại. Cha con mình xuất phát. Cũng mời cô chú anh chị và các bạn theo chân cha con mình buổi sáng coi có thành quả nhiều không nha. Hôm ở đường nước này nó chảy, giờ này nó hết chảy rồi. Ba không cấm cái đường đi cũng xa lắm, đi hơi sớm một chút vì trễ quá hay cuốn tới sáng trắng. Nước chảy ra hả bà? Sáng sương mù quá trời luôn. Á ngộ hả? Cái này tôi mới thấy hồi nào giờ, thấy lần này là lần thứ ba. Cá phi nữa cả nhà ơi. Trời ơi. Bắt gì ba? Cá phi mà câu. Thành quả buổi sáng có phi nè. em đầu tiên, con này không bằng con này hôm nhỏ hơn hôm mà đều cái... cũng có phi hết hồn. Trời đất, nào giờ tôi mới thấy có phi câu. Trời trời, ngộ quá. Ăn câu nha. Yeah. Ăn mồi nhái mới ghê. Nào giờ mới thấy bị quá nhiều nó xin. Vậy là kinh này cá phi dữ lắm. Cá phi dữ lắm. Quá nhiều. Phải thấy dính tưởng có lóc hay gì đâu. Dồn gần tới thấy cá phi nó đổi. Đám ớt này bằng đêm quay đẹp quá đó nha. Đỏ ớt vàng. Té một cái là banh luôn ạ. Ngộ ta. Dính cà phê nữa cả nhà ơi. Buổi sáng nay mắc cười vậy. Thấy bên kia dính hai con mà không biết hai cái gì. À, trời. Ôi cái này cà phê dữ lắm như kinh rồi. Cà phê chiên sút cà. Bữa nay chắc có cà ở nhà chắc về chắc chiên sút cà quá cả nhà ơi. Cấm câu mồi nhái mà dính có phi xong mới ngộ. Nó dạy nhiêu rồi đó cả nhà. Hai mấy cần rồi. Hai mấy cần. Hai có phi. Dính cá bự quá cả nhà. Ủa, cá lóc ơi. Nổi lên, trầu rụ liền. Mắc cần không? Cá lóc hay cá chê? Cá lóc hết biết không? Trời trời. Trời trời. Cười cái đi. Ôi trời. Cá lóc cái nè cả nhà ơi. Cá lóc khủng. Hết biết. Hết biết cá lóc rồi. Đã quá. Cười một cái cho sung. Cá lóc khủng. Đầu bóp tay dạ. Quá đã. Vậy mới sướng đó. Mọi thấy. Mấy chục cân. Sáng cá. Nhịp 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 nè ba. Ừ. Cá chê quá nhịp. Ôi cá chê ba ơi. Vậy cũng tưa tải hết hay gì yếu rồi. Có bù râu dễ. Chưa đâu. Chưa đâu. Ồ, cá chê bự cả nhà. Kinh này cá chê bự bự không? Bự. Hồi hôm dính con bự giờ anh. Dính con này cũng bự nữa. Ừ. Quá ngon không? Cá chê trắng. Nhảy tăng tăng tăng. Nhảy nhảy nhảy. Không dính thì thôi, dính là bự bự vậy mới đã đó bà. Không hề dữ. Hâm hả? Vô đó đi rồi hâm em. Dính cá bự quá cả nhà. Ba qua trước đi, ba qua trước đi. Ba bắt thì còn hâm qua. Mọp cái thằng câu gục gục. Quá, quá. Mình cầm đồ mình qua sau cả nhà. Qua lượt không được. Để cho bà bắt trước cái.
Cá gì bà? Cá phi. Cá phi hả? Ba cầm đó đi rồi hái ba qua cầm bó câu cái nè ba. Nhá chết đó. Dễ. Trăm cần hả? Hí gặn trăm rồi phải không ba? Ừ. Nhưng mà đằng kia mình còn thấy hai nữa thì chắc cú rồi. Chắc được 2 ký. Chưa. Chưa biết kết quả. Hả? Dính vào ngay cây cầu. Qua con review cặn cẳng ăn cái đậu nhái thiệt nè. Cá chê mà ăn đậu nhái gì nè, cái đậu nhái này nó ăn con nhái, ăn cái đậu nhái này. Ôi cái này nó ăn lâu mà dính lâu. Ồ bự quá cả nhà. Ừ. Vô đi ba, phía thằng mắt. Vô vô. Em ơi. Bự bự không cũng đỡ ba. Có dính là mừng cả nhà ơi. Lụm em nó nữa cả nhà ơi. Cái gì ba? Chê nữa. Ồ, em này không bự không? Hơi nhỏ. Dừa. Dừa lứa. Này, đây nè con. Cá đó mới bén đó. Qua dần mớp này hai em cá chê. Qua mớp vàng gực. Quá đã. Này gần gần. Sáng lên mua một ít bông mớp. Mà bông mớp này chưa chắc gì người ta bẻ bán nữa ba. Người ta để đại nè. Quá trời bông. Này sao đồ lòng. Gà đồ lòng vịt đồ ngon lắm. Với có con quắt con cò đồ xào cái thì thôi. Bỏ luôn cả nhà ơi. Thôi đừng nói sợ. Bông mớp thì xào chín ăn nó bùi bùi. Ngọt lắm à. 5 giờ đó ba. Bây giờ cha con mình đi 1 tiếng rồi đấy. 1 tiếng nữa mới rồi cả nhà. Mới được 100 mà. 100 mà thấy thành quả cũng ngon rồi nè. Em có cá lóc hả? Em cá lóc 2, 3, 2 em cá phi, 3 em cá chê. 3, 4 em gì rồi? 4 em cá chê rồi. 4 rồi. 3 hả? 3 hả? Cả nhà ơi, mình nói dốc nữa rồi. Đã nói làm YouTube là phải chân thật mà mình cố tình nói dốc. Ba nói ba, mình nói bốn. Ở đó đó. Chắc bị cá lôi nữa. Cá khủng lôi à. Mắc hả? Ba cầm ngoài mé mềm này, dính bự nó lôi. Ôi không được thôi, ba đừng lội dưới ướt lạnh. Ngay đó không cần đó, xích 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 chéo chéo qua chỗ góc đèn con coi. Chỗ đám lục bình đó. Có không? Rồi. Vậy là sáng mắt con cần rồi đó. Chắc cú rồi đó. Có, ba xuống cắm cần này mà mới lại đằng kia nè. Mắt rồi cả nhà. Dính em cá chê. Sáng không có gió hơi hơi. Hết cọng nhợ luôn. Chị trắng nữa cả nhà ơi. Vô đi ba. Chuyến sau. Chuyến sau cắm kinh này dắt vợ mình theo là dính cá chê không? Khỏi dính cá lóc. Cái đổi thừa dạo mình là sát thủ cá dê nữa.
sáng cá chê bự bự không, đã quá. Cá rô nhưng cá phi vậy cả nhà. Cái này cá rô hả? Cá rô hết biết cá rô. Ôi cá rô nè cả nhà. Hết biết rồi. Ôi cá rô này cá rô nấy. Rô ngon. Nha. Rô ngon ghê rồi. Cá rô vị chứ khô khô mới ngon đó. Thì con nào mà ăn mồi nhái là cá rô là bự bự không. Nha. Ok. Dính cả nhà ơi. Bự hả? Ồ. Cá chê cần câu này giống cần câu hôm dính ếch vậy. Cần câu dính ếch nè. Hẹt con. Cần câu này hôm giờ không lỗ rồi nha. Nè, con cá chê con ếch rồi. Không lỗ rồi cả nhà ơi. Có một câu trong lùm chuối này không lầm. Nha. Không lầm. Đằng kia mình còn thấy thêm hai con nữa. Con này dính nó đứng nó chịu bị gì nó đừng. Mình không thấy liệt mình đi hút cả nhà. Bà không đi sao không dở. Còn đằng kia nữa, chút xíu lại tới hai con đằng kia nữa, không biết còn không. Còn... Bắt đi, nãy mình thấy rồi cả nhà. Bắt đi ba. Cái chị đừng kêu trời quá. Ủa cái chê nửa ký à. Khán giả góp ý là nên đừng kêu trời. Ôi ôi. Cái chê nè cả nhà ơi. Ôi ôi. Để xuống đi bà. Chê hết tôi biết cái chê. Cái chê này mới ngon dữ nè cả nhà. Ừ. Ê cái gai quá. Cái đầu với cái màn giò mình nè. Trời ơi. Kêu trời hoài. Ba quen cả nhà ơi. Cũng có nhiều cô chú vô góp ý là kêu ba hạn chế kêu trời. Cha con mình ai cũng kêu chứ. Quen á. Ôi ôi. Còn dính thằng kia con nữa. Kế bên đây luôn nè. Hồi nãy quận đi lên mình thấy rồi. Cá nó không tới nửa ký chắc cả 400 gram. Ừ. Cá này cũng 400 gram. Cá chê nó cũng nhẹ á nha. Mà cá chê cha con mình không có bán để ăn dính, không? Vô bán vô đây mà dễ gì sụp. Nó lôi luôn câu được thì dễ gì sụp. Mà ăn cá này có cơ hội lôi cần câu à? Có. Tại vì nó quá lớn. Hả? Nó bự quá. Cá này để chứ chưa lôi à. Nó còn mạnh đó bà. Cần câu nó mềm rồi. Hả? Nó còn mạnh. Nó mạnh mà nó dính cần kế bên này luôn nè. Hả? Cần kế bên này luôn nè. Con thấy nãy. Coi chừng hút nha. Đây nè. Đây nha. Còn không? Còn. Từng ngày cũng bự nữa nè, thấy liệt ngọt. Ôi lâu câu nữa người ta ơi lật luôn. Bự không? Bự nữa. Chết rồi. Trời ơi, cá hết biết người ta. Quá ổn cả nhà ơi. Hết biết người ta. Ôi, lâu lắm rồi mới thấy cảnh này. Hết biết cá này. Lâu lắm rồi mới thấy cảnh này. Buồn thiệt. Hai con này nào nãy mình thấy rồi. Còn con khúc hả? Cũng không bự hung mà làm gãy thằng câu. Gãy thằng câu nè. Xuống mò. Ba nói mắc thằng câu nữa. Mình không có quay, mình đi lại đằng kia. Xuống mò. Xuống mò gặp, gãy thằng khúc. Cần câu đó. Nằm, dễ gì lôi được. Mà. Cái tre nó còn dai, nó dính lại mà. Chết rồi. Cái cần kia nó mắc, dám nó gãy như vậy giống gì nữa. Mày, cái cần nào? Cần nãy á. Ừ. Cần kia sợ cần khô. Cần đợt trước á. Nó gãy luôn hả? Nó gãy ngọt á, nó lôi đi luôn. Cần này cần tươi. Cũng không bự mà làm gãy cái cần câu. Trời ơi, nó mạnh lắm. Con cá nãy, con cá bự nãy rớt cái con cá đó. Là nó lôi không nổi một câu. Còn cá kia chút xíu nữa, nó cũng đem một câu đi rồi. Nó mạnh thế ghê, cái chê chợ. Gì trắng.
ghê thiệt. Ủa gỡ chưa được không? Chưa nữa. Dính ông bá vô cỡ này đi mà làm sao mà làm gãy một câu mà đi không được. Mất luôn. Câu này mất luôn. Mất rồi. Câu này cắm ở trên lâu rồi. Rồi mất một câu. Mắc cần nữa cả nhà. Mắc luôn rồi. Câu này không cắm. Câu này sáng nước cạn dòm thấy á ba. Có cây rồi nó quấn. Có cây nó sao quấn. Mắc câu rồi. Dính hàng khủng cả nhà ơi. Nó liệt một cái khủng khiếp. Cá lóc. Cá lóc bự. Quá trời cá lóc nữa. Wow. Ừ, vậy không đi. Hàng khủng. Dính con nào con nấy khủng khiếp. Không dính thôi dính con. Con cá này nó bự hơn cá nãy. Không sức. Nó muốn sức hả bà? Nó muốn sức rồi. Mệt biết. Tưởng cá chê không con tính cá chê. Xứng đáng đồng tiền ha. Sướng trong mình trong mẩy cả nhà ơi. Giác sáng không có dính cá lóc, dính nặng con giận con. Cầm đi nặng quá. Quấn. Quá trời đã luôn. Dính ếch nữa cả nhà ơi. Phá kỷ lực. Bự không ba? Cũng bự ha. Có chừng vuột à ba ơi. Hàng khủng. Đã. Bá vô đây lần theo ấy, rồi dở ra nhảy. Bây giờ để nguyên câu. Để nguyên câu luôn hả? Để nguyên câu luôn. Rồi, ba để đi con cần. Đi. Mờ sáng này. Bữa nay dính thấy mê luôn, cá bự không? Mới sáng. Hàng cá lóc này có 700 gram chắc. Hai con. Ủ phê cả nhà ơi. Tới trên đọt luôn rồi kìa. Tới bến luôn. Thôi. Còn có một khúc. Quay lại nha ba. Ôi đừng ngồi đèn đây. Thấy rồi. Tới đọt luôn cả nhà. Vậy là cá lóc bự có nhóc mà tại hồi hôm do nước giật xuống hỏng nhái á. Nuôi hoài đó là cấm dính không được. Ừ, bữa sáng xách quần thai luôn rồi. Hết biết rồi. Sướng rồi cái nhà ơi. Đừng xảy đừng sụt ruột này nữa nhóc. Nãy giờ rớt rồi ruột tùm lum hết trơn. Gần sáng nha cả nhà ơi. Nay sáng mùa sương hết biết luôn. Nãy ba mình á làm cô thấm về làng đi qua cầu Dừa. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đi qua cầu Dừa té cầu Dừa. Ướt tới gần cổ. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Vừa ca xong bán đó. Khúc đó là làm cái bùm. Mình không có quay. Làm sao qua cầu Dừa. Mà tôi có đi guốc câu gót đâu. Tôi đi chân không gì mà tôi nhào không xong. Mình mẩy tôi tàn vàng hết trơn cả nhà ơi. Dám dính cá bự không mê hết cả nhà. Sáng này có không khí nha.
sung trong mình trong mãi. Về tới chòi cả nhà, cha con rửa giò rồi cái bắt đầu lên review sơ sơ cho cả nhà xem. Con cá rồi mới về nhà đổ ra căng. Buổi sáng ngon lành lắm. Tắt đèn được rồi ba. Đi gọi nó cha. Ba ổng lớn tuổi, ổng có cái tật ngủ không được. Ngày hôm tới 2 giờ mấy ổng thức, ngồi hút thuốc. Gán đợi tới 4 giờ mới đi cuốn. Còn cái vỏ lưới nào không ba? Buổi sáng dính thêm em ếch, đầu hôm dính em ếch nữa. Là đêm nay được 2 em ếch luôn. Thành quả cũng quá ngon lành. Hôm cha con mình ăn canh chua cái đám rau cần đó đó cả nhà. Không mà rau cần này bỏ vô canh chua ngon lắm nha. Ăn ghiền luôn á. Hồi đó giờ mình đâu có ăn đâu. Rồi hôm ba ông bỏ vô ăn cái. Thấy nó làm sao đâu á. Nó ngon, nó thơm làm sao đâu á. Đã. Em xe mình thì đậu đại ngoài đó. Quá đại đó. Giờ mình bỏ riêng ra nghe ba. Làm mau mau để mình kéo dài thời gian quá. Cũng có nhiều cô chú nói cái khúc thăm ít mà cái khúc ở chỗ chòi đồ nhiều quá không hay, nên tranh thủ làm lẹ. Mình thì lúc nào cũng đọc bình luận hết trơn, nhiều khi mình trả lời bình luận chậm trễ cũng mong cô chú và các bạn xem thông cảm cho mình, tại vì những cái bình luận của cô chú góp ý qua là rất có ý nghĩa với cha con mình. Cái thứ nhất là mình biết ở đâu mình sai. Rồi cái thứ hai là mình biết đường để mình làm theo. Nhiều khi mình ở trong cuộc mình cũng tối á cả nhà, không sáng hết đâu. Nên cũng nhờ cô chú anh chị và các bạn góp ý nhiều cho cha con. Cha con mình cảm ơn nhiều lắm. Buổi sáng nay tính lấy cái lầy cam bay một vòng mà thấy sương mù quá trời không biết sao. Đợi ba ổng sang cái thành quả đó qua cho cả nhà xem. Em bé đi cầu dừa bị té cầu dừa. Phải té lên cây cầu rồi chết luôn. Anh té xuống kinh. Ôi gỡ đi ba để nó nhảy tưng tưng YouTube bắt lỗi à. Ờ, cả nhà ơi. Rồi hôm con kia cũng bự hả ba? Nay về làm món gì đây? Ăn ếch xào sả ớt ăn bữa, ăn cơm bữa ơi. Phải hôm dính hai con mình thôi mà đâu có biết đường được. Trời ơi. Buổi sáng khủng khiếp. Cá lóc, hai cá lóc là nói chung là phải nói là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Uống nước. Rồi lên wheel cái ba ơi, lên wheel cái đi rồi mình về đổ ra thao. Cầm vỏ kia lên luôn ba, cầm vỏ kia lên luôn, con lấy cái hình luôn. Xây vỏ lại ba, xây vỏ lại. Xây vỏ, ừ, gì đó. Gần lại tí. Rồi được rồi ba, được rồi. Rồi giờ mình về nhà cả nhà ơi. Thôi về nhà mình cắn, về mình đổ ra thao mình cắn nó mới hay. Giờ cắn cũng đâu thấy cá gì nhiêu đâu. Giờ cha con sửa sạn đang xuất phát. Toàn cảnh cho cái ngã tư kinh nè cả nhà, thì chỗ cái chòi cha con mình hôm ở ké ông chủ ruộng. Ở bên cái lùm chuối bên đó đó cả nhà. Đó, chỗ xanh xanh đó. Hai cha con mình cũng nhờ cái chòi đó. Chứ không thôi ngày hôm qua cũng ướt tèm em hết. Vừa vô tới là vừa mưa luôn. Đâu có căng liều gì lên kịp đâu. Hên có cái chòi. Chạy qua đục mưa mà mình cũng ướt hết trơn. Mình lo xe mình đá cái chỗ xuống nó lúng cát á. Nó ngã. Đây,
chỗ cái kinh hôm cha con mình chiến đó cả nhà. Đó, thẳng lên trên này, vòng qua giăng cây bên này luôn, đi một cái vòng xa hết biết xa luôn đó, rồi vòng qua cái cây màu đen đen mé bên phải đó cả nhà, cắm vòng xuống đây qua cái kinh vàng móp này luôn. Ba không cắm cái dòng hết biết lớn luôn, mình đi theo ba mình tê luôn. Ở đây thì ruộng bao la luôn, ngàn trùng luôn cả nhà ơi. Này là chỉ mới có một phần của đồng ba giang cây thôi, còn chừng nào mình vô tới trung tâm luôn á, mình lấy lê ca mình bay lên cho cả nhà xem, dữ lắm, lớn luôn. Cái hướng lộ của mình vô nè, ở đây là cái lộ đan mới làm luôn, ta mới làm mới tin luôn. Cha con gần cái chỗ này không gài mấy ngày rồi đó mà lên còn bị nước rút nữa. Mình bay dài dài lên này cho cả nhà xem. Mấy cái ô ô dưới kinh đó là mấy cái dằn móp đó cả nhà. Mé bên trái thì bờ đậu bắp. Ở đây người ta trồng gãy nhiều lắm. Giờ tới review thành quả cho cả nhà xem. Ba cần cái khớp dắt sáng thử bao nhiêu à? Bậc ký 2. Bậc ký 2. Bậc ký 2 còn bậc ký 1. Ôi vậy học đêm nay cũng có lý ha. Mua giáp sáng mà đừng có vượt con nữa nữa. Có bậc ký giữ ha. Gớt hết con cá chê, mắc hết hai cây đèn thâu. Ép 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 ép. Ép ép. Ôi con cá lóc bự nó nhảy ra kìa. Ô ô chạy chạy kia, nó ăn con đó kia. Trời ơi, chó hết rồi. Đó, trời, cá. Nè, cái này là cái phần. Ồ, cá chê trắng nó bự. Cá chê trắng bự hơn cá lóc. Cá chê trắng thử cá lóc này dính sao nè. Ừ, thử cá chê trắng này coi như chắc 400. Tư tế nó dãy cái banh cái căng. Hơn nửa ký luôn. Nửa ký đúng. Trời ơi, nửa ký đúng. Nửa ký. Cá lóc này 400. Trời ơi, 450. Hai con mình nói là 700 là phải. Hai con ếch luôn nha cả nhà, đầu hôm con, sáng con. Rồi ba bỏ cái khớp kia vét đầu hôm lên coi còn được nhiêu. Chắc còn được ký quá. Ôi, ký lô 6. Nào, ký lô gửi 50. Vậy còn ký 6 ăn ký gửi đi. Rồi đổ vô luôn. Cho ăn gian 50. Ôi nhán. Ôi ôi. Cá con nào lấy này cả nhà. Cá thể hàm chặt. Con nào lấy khủng khiếp. Nha. Hết biết cá ngon. Chúng mánh rùa. Mánh rùa tính không con dính cá gì. Được con cá ngon cho nội nha ba. Bây giờ cha con mình chắc cũng xin tạm dừng video tại đây cả nhà. Cái thầu cá quay lại cái coi xin. Quá trời cái thầu cá. Hết biết ngon. Biết. Cả nhà ơi, coi nè cả nhà. Như vậy còn mấy ký ta? À, 3 ký, 3 ký với cái kia 4 ký rưỡi. Còn tổng cộng 4 ký rưỡi. Và video của cha con mình chắc cũng xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Chào cả nhà. Mình chào tạm biệt cả nhà. Mình hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Cuối video thì mình cũng xin chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới dồi dào sức khỏe. Và một năm mới làm ăn phát tài luôn nha.